Chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng mình ghé xem các nghệ nhân đang hoàn thiện cái cổng cưới miền Tây rất đẹp. Đây là đường Võ Thị Sáu, đối diện trường Đại học An Giang khu cũ ở thành phố Long Xuyên. Đây là giai đoạn sắp hoàn thành nè. Cổng rất là đẹp nha. Tỉ mỉ từng chi tiết. Con phụng thì làm bằng hoa nè, ớt. Cái này là cái lá, cái cánh của phụng là bằng gì hả anh? Dạ làm bằng cái gì đó? Lá thơm. Lá thơm à. Còn hoa là hoa gì? Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền. La Calimio. Rồng. Sừng làm bằng gân, cũng gân. Còn vảy là cao kiển phải không anh? Đây đậu bắp nữa. Ủa trên cái mỏ con rồng là gì ta? Cái đỏ đỏ trên á. Không trên, nó phía trên luôn á. À đúng rồi. Xốp. Xốp à. Xốp mút. Dạ. Bằng tỏi. còn thiếu một trái cam hồng để luôn. Còn đây là anh Thanh, đội cơ sở của dịch vụ cổng cưới Đồng Phụng An Giang. Một cái cổng như vậy mình làm bao lâu anh Thanh? Dạ cái cổng như vậy mình làm khoảng 3 ngày. Ba ngày mỗi một ngày thì khoảng công nhân làm là khoảng 6 đến 8 nghìn. Rồi mình làm xong mình đem xuống đây mình ráp hay sao? Dạ đúng anh. Ráp thì khoảng đầu giờ mà cái hàng nhóm họ đó, buổi sáng mình xuống ráp cho khách. Là ráp trong một ngày? Dạ. Thì trong tiến độ mình về bàn giao trước 5 giờ chiều nhóm họ cho khách đó. Mình nhận làm ở đâu anh? Dạ. Mình nhận làm ở đâu? Em nhận làm nhiều nơi lắm anh ơi. Cũng ngoài tỉnh cũng có. Trong ngoài tỉnh luôn? Dạ. Dịch vụ cho em làm trong ngoài tỉnh đều có làm hết. Nếu mà muốn đặt làm thì đặt trước bao lâu anh Thanh? Tùy theo khách hàng, cũng như em cũng có một số khách hàng đặt trước 4-5 tháng, 2-3 tháng. Thì nếu mà cận nhất thì cận nhất thì khoảng 4-5 ngày, 5-6 ngày gì đó, nhưng mà cái đó là em chống lịch. Chống lịch mới được khoảng chung là 6 ngày, 6 ngày trở lên chứ gần nữa chứ chẳng không nổi. Tại vì một cái cổng cưới như vậy đó nó đòi hỏi là nhiều công đoạn lắm, rồi nhân công làm mình phải cho họ hay cái lịch đó thì mới có thời gian làm được cho mình á. Khó nhất là công đoạn nào anh? Dạ khó nhất thì cũng không gọi là khó quá, nhưng mà tùy theo mỗi người có một cái công đoạn riêng á. Lúc mà hoàn thiện á là cái công đoạn nó hầu như là nó khó nhất, tại vì nó nhiều trở ngại lắm. Nếu mà trong tiến độ thì như vậy là buổi chiều mà trời nắng mà ok là chắc giờ này đã xong rồi, nhưng mà tại hôm nay nắng quá nên là tiến độ làm nó quá chậm anh, là cái khó nhất của người làm thợ á. Còn mấy công đoạn kia thì làm bình thường. Mình làm cổng Đồng Phụng với gì nữa không anh? Có làm gia tiên rồi kết hoa tươi làm full anh. Gia tiên là có chưa anh? Có, em có cặp gia tiên đang để bên trong nhưng đang mà làm nữa trang trí lên. À chưa trang trí, là cặp nhỏ này phải không anh? Dạ dạ dạ. Okay, để coi. Cặp rồng phượng để trên bàn gia tiên. Nhỏ nhưng vẫn rất là đẹp nha, tỉ mỉ từng chi tiết. Ở trên cũng có một cặp rồng phượng nhỏ nữa kìa. Còn đây là cặp rồng phượng ở bàn gia tiên. Bây giờ mình mời các bạn cùng xem một số giai đoạn làm cổng cưới tại nhà trước khi đem ráp tại tiệc cưới. Thấy như vậy thôi chứ tốn nhiều thời gian và nhân công lắm. Giờ đây là công đoạn lạc cao. Giờ đây là công đoạn xiên ghim vào quả cao mọi người.
Thì đây là công đoạn lên vảy của những chú rồng nha em. Đang quay nó hết nguyên liệu tạm tích rồi. Dạ. Hiện đang quay hết cao quá, bỏ đi hốt nó uổng không. Đây là ông thợ rất là xuyên luôn rồi, rất lẹ. Tay nghề chú ấy làm được 5 năm. Nghe chưa? Giờ đây là hồi sáng giờ là đã quánh bay một con rồng nha mọi người. Và một tí nữa em sẽ lên công đoạn còn lại là xử lý công nghệ sơn màu vàng cho chú rồng vàng nhà em. Đó, xanh gì không chịu, chịu vàng mới chịu. Kìa kìa. Ghim khóa cái đó lận anh ba. Lấy ớt nhỏ rồi đi cái đuôi còn đó, em quên đó. Thôi em chào tạm biệt mọi người nha. Thông tin liên lạc. Ủa sao nó vừa nó làm gì vậy? Có ngủ không? Cổng Sơn Kỳ đã hoàn thành. Cổng này có làm thêm hoa tươi ở dưới nữa nha. Quá đẹp.